vào khoảng 13 giờ hôm nay 15 tháng 1, dưới chân cầu đúc phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe mô tô hiệu Exciter lưu thông từ trung tâm thành phố Tân An qua cầu đúc gia chạm với xe mô tô khác hướng từ đường Bạch Đằng chạy ngang qua. Nam thanh niên điều khiển xe Exciter ngã xuống đường. Ngay trước đầu xe ô tô 4 chỗ lưu thông từ đường Nguyễn Trung Trực vào trung tâm thành phố do bất ngờ xe ô tô không thắng kịp đã cán trúng khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ người điều khiển xe mô tô còn lại cũng bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ